Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi trả lời câu hỏi số 2, trang 67, sách giáo khoa toán 8 tập 2. Ở câu hỏi số 2, xem hình 23A, tính x trên y, ý b này, tính x khi y bằng 5. Ở đây là chúng ta sẽ sử dụng hình 23.a các em nhé. Rồi, ở hình 23A thì đầu bài đã cho chúng ta dữ liệu. Thứ nhất là chúng ta thấy có cạnh AB bằng 3,5, cạnh AC bằng 7,5 này. Chúng ta có BD bằng x và DC bằng y. Chúng ta nhận thấy đó là AD chia góc A ra thành hai góc bằng nhau, đúng không em? Nên lúc này AD của chúng ta ở đây chính là tia phân giác của góc A. Nên sử dụng vào tính chất của đường phân giác trong tam giác thì chúng ta sẽ có đó là AD là tia phân giác của góc A. Nên chúng ta sẽ có tỉ số đó là BD trên DC thì sẽ bằng AB trên AC. Và từ đó các em sẽ thiết lập được tỉ số giữa x trên y. Rồi, vậy đầu tiên ở ý A, các em có là AD là tia phân giác của góc BAC. Cô phải tắt chữ phân giác nhé. Là tia phân giác của góc BAC. Nên áp dụng tính chất đường phân giác trong tam giác ta có này, chúng ta sẽ có tỉ số đó là BD trên DC thì cũng chính bằng AB trên AC. Hay lúc này thay số vào thì cô sẽ được đó chính là x trên y thì sẽ bằng 3,5 trên 7,5. Và 3,5 trên 7,5 chính là bằng 7/15 nhé các em nhé. Hay ở đây thì cô sẽ suy ra được đó là x trên y sẽ bằng 7/15. Rồi, ở ý B, người ta yêu cầu chúng ta tính x khi y bằng 5. Thì ở ý B này, với y bằng 5 thì lúc này tỉ số x trên y lúc này của chúng ta sẽ là x trên 5 bằng 7/15, đúng không em? Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì các em sẽ suy ra được đó chính là x của chúng ta sẽ bằng 7 nhân 5 chia 15. Và ở đây tính thì x của chúng ta sẽ bằng 35/15. Và rút gọn 35/15 thì các em sẽ tìm ra được x của chúng ta ở đây chính bằng 7/3. Rồi, vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em giải xong câu hỏi số 2, trang 67, sách giáo khoa toán 8 tập 2.